Thực chất em thấy ở trong này khá là căng thẳng, không vui như cái lúc em mới bắt đầu vào. Tôi là tiểu trưởng, do vậy là mọi mệnh lệnh mà tôi phát ra, các chị phải chấp hành mệnh lệnh của tôi. Trong công việc phân công tất cả công chí phải một là cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình được giao. Trong trường hợp nếu xảy ra khó khăn hoặc có vấn đề gì mà các chị không làm được, một là chị báo cáo, hai là chị nhờ các chị đồng đội mình giúp đỡ. Về cái tác phong tập trung, yêu cầu công chí là khi có khẩu lệnh của trực ban hoặc khẩu lệnh còi, một là cơ động, ta thực hiện là chính quy 3 con đi 5 bước chạy. Cái việc mà đội vụ vệ sinh công chí, bây giờ công chí mới chăn thì chăn mới, mà công chí không cụ thể tỉ mỉ, không chịu khó, không tự học tự rèn. Một là đối tiểu đội, nếu chăn đồng chí làm xấu mà phản ánh của trực ban trực thi đua hàng ngày của đơn vị, cái thời gian ngày nghỉ, thời gian đó tôi sẽ duy trì công chí về cấp trần để làm sao trong thời gian 1 tuần công chí trải nghiệm trong đây, làm chứ phải bảo đảm được về đội vệ sinh. Đặc biệt là chỉ trong ngày 1, ngày 2 chứ phải bảo đảm được rồi. Và những nội dung tôi quán triệt công chí trong thời gian tới để tránh công chí mắc phải. Bởi vì chúng ta đây là sống trong môi trường tập thể, các công chí làm gì, các công chí làm cho công chí, nhưng phải nghĩ cho đồng chí đội mình. Thực chất em thấy ở trong này khá là căng thẳng, không vui như cái lúc em mới bắt đầu vào. Đó, chị đứng nghiêm túc. Một là này là vẫn còn đồng chí này, tàng trữ sử dụng mạng rồi. Và nếu cao tinh thần được giao, đồng chí đã còn giữ là đồng chí mặc rồi. Nghe giống bạn gì đây? Em ngấu mà. Vợ yêu nào đây? Đâu yêu đó. Vợ yêu nào đây? Nhắn tin với bạn. Đồng chí đã còn giữ là đồng chí mặc rồi. Tôi xin mời. Và cái việc sử dụng điện thoại di động trong đơn vị là đặc biệt là trong quân đội là cấm. Nhưng không phải công chí là lợi dụng một cán bộ không để ý, ông chí còn giữ lại trên người. Do vậy yêu cầu là công chí chấp hành nghiêm túc và công chí quán triệt và tự giác chấp hành là chính. Rõ chưa? Rõ. Thực sự cũng là rất là khó, bởi vì em là một người hoạt động trên mạng xã hội, không có điện thoại thì em cũng cảm thấy hơi là buồn một chút thôi, nhưng mà cũng là cả thế giới đối với em rồi.